Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tháng 3 âm lịch năm 2021. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý. Tháng 3 âm lịch này là thời điểm sự nghiệp của người tuổi Tý đạt được những bước phát triển rực rỡ. Chỉ cần vạch ra một mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình, đồng thời không ngừng cố gắng vươn lên, bạn ắt sẽ đạt được thành công thậm chí ngoài mong đợi. Tam hợp mang lại nhiều cơ hội để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Đế vượng cho thấy bạn sẽ trở thành một người thành công, được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Những thành công bạn gặt hái được sẽ giúp bạn tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, thậm chí có người được cất nhắc lên làm sếp lãnh đạo, chỉ huy mọi người. Tuy nhiên, những thăng tiến quá nhanh chóng trong công việc của bạn có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân hẹp hòi, ích kỷ cảm thấy ghen tị. Ngũ quỷ khuyên bạn đừng bao giờ lơ là trong công việc, kể cả khi đã sắp chạm tay tới thành công. Người làm lãnh đạo chớ nghe theo lời của kẻ nịnh bợ, có cái nhìn sai lệch về vấn đề và đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Tình hình tài chính của người tuổi Tý cũng có những dấu hiệu tăng tiến đáng mừng nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân và quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng. Nguyệt lệnh đế vượng cũng đem tới cho bạn nhiều dấu hiệu tích cực. Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Có thể thoạt đầu, bạn sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư dả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập khá tăng lên tỷ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền lương tăng lên do bạn đã được thăng chức. Khoản tiền này không chỉ giúp bạn cải thiện cuộc sống, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên tích cực để bạn cố gắng hơn. Tuy nhiên, ngũ quỷ khuyên bạn chớ nên nghe theo lời xúi giục dụ dỗ của người ngoài, đặc biệt là trong những mối làm ăn không làm gì mà vẫn được hưởng lãi cao. Bạn làm gì cũng cần phải dựa vào khả năng phán đoán, phân tích của bản thân, muốn làm giàu thì phải dựa vào sức của mình chứ không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Chuyện tình duyên của người tuổi Tý có những dấu hiệu phát triển khá rực rỡ ngay trong tháng 3 này. Tam hợp đem lại cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bạn cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách. Những cặp vợ chồng trẻ cũng có cơ hội được nhận tin mừng do đế vượng mang tới. Hai người đang ngày một thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Một số cặp đôi còn được bước sang một trang mới của cuộc sống khi đón tin mang thai hoặc sinh con. Khi đã được làm bố, làm mẹ, bạn nên dành thật nhiều sự quan tâm và yêu thương cho thành viên nhỏ trong nhà. Ngũ quỷ hung tinh cho thấy sức khỏe của người tuổi Tý lại không được tốt như mong muốn. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian cho công việc đến mức quên cả việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Dù công việc có vất vả, bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng không nên bắt cơ thể mình làm việc quá sức. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi ngay cho đến khi cơ thể, đầu óc tỉnh táo trở lại, bởi làm việc khi mệt mỏi không những không mang lại hiệu quả, mà còn khiến bạn dễ phạm phải nhiều sai lầm hơn. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Sửu. Tháng 3 năm 2021, người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với những rắc rối bất ngờ xảy ra trong sự nghiệp. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực, nghĩ rằng khó khăn thử thách cũng chính là lúc rèn luyện bản thân, để trở thành một con người cứng cỏi, bản lĩnh hơn. Cục diện tương phá tác động khuyên bạn nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường bạn, phá hoại những công việc mà bạn đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay. Nguyệt lệnh lâm suy cũng cho thấy những dấu hiệu sa sút của bản mệnh trong công việc. Bạn có thể trở thành một người quá dễ thỏa hiệp, thậm chí không dám đấu tranh cho sự nghiệp của mình. Thái âm cát tinh chiếu mệnh cho thấy sự nghiệp của bạn không chỉ toàn những điều tiêu cực. Nữ mệnh gặp được nhiều may mắn hơn so với nam mệnh. Trong những khi gặp khó khăn, quý nhân xuất hiện có thể đem lại cho bạn tia hy vọng, giúp bạn tìm ra hướng giải quyết những khó khăn. Khi người có kinh nghiệm hơn có thiện ý giúp đỡ mình, bạn nên trân trọng và học hỏi thật nhiều từ đối phương. Tài lộc của người tuổi Sửu khá ảm đạm trong suốt tháng 3 này. Bạn cần cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn, bởi nhiều khi các mối làm ăn không béo bở như bạn thoạt nhìn đâu. Trước khi làm việc gì, bạn cũng cần phải đánh giá thật chính xác tình hình trước mắt cũng như năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo đám đông hoặc theo lời khuyên của người khác. Tương phá đem tới kẻ tiểu nhân, khiến các công việc vốn luôn vận hành tuần tự của bạn cũng dễ gặp phải vấn đề. Khi phải giải quyết những trục trặc bất ngờ xảy đến, bạn chớ vội đổ lỗi cho bất cứ ai, bởi việc đó có thể chỉ gây tốn thời gian mà thôi. Trước mắt, hãy tìm xem vấn đề bắt nguồn từ đâu để có định hướng khắc phục cho đúng đắn. Tháng này, bạn còn có thể phải tốn nhiều tiền bạc cho việc phá rỡ, xây sửa nhà cửa. Vì vậy, hãy hạn chế tiêu dùng, tránh lãng phí tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết. Nếu vừa phải lo cho những việc trọng đại, lại vừa phải tốn tiền cho những khoản chi phí không ngừng phát sinh, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi. Tình duyên của người tuổi Sửu về cơ bản là những nốt trầm buồn. Cục diện tương phá tác động xấu khiến bạn luôn phải đối mặt với những dạn nứt tình cảm không mong muốn. Trong gia đình, anh chị em thường xuyên mâu thuẫn khiến bạn phải đau đầu để tìm cách cân bằng lại. Mỗi người nên nhường nhau một chút, không nên quan trọng hóa vấn đề hoặc nâng cao quan điểm của bản thân. Cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên mâu thuẫn nhau vì những suy nghĩ bất đồng. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng cũng dễ rơi vào ngõ cụt bởi hai người thường xuyên hơn thua nhau, ngay từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bạn nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, đừng để hành động trong lúc tức giận của mình gây ra những tổn thương cho chữa lành cho người ấy. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh cũng vẫn sẽ có những điểm sáng. Bạn có cơ hội được làm quen với một vài đối tượng triển vọng. Nếu biết mở lòng mình hơn, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn. Nguyệt lệnh lâm suy mang tới những tác động không tốt cho sức khỏe của mệnh chủ. Người tuổi Sửu thường xuyên rơi vào tình trạng lo lắng quá độ, khiến cơ thể mệt mỏi, thần kinh cũng có dấu hiệu suy nhược. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là suy nghĩ đến những điều tích cực hơn. Bạn cũng có thể tâm sự những điều mình đang chất chứa trong lòng với những người đáng tin cậy. Tin rằng khi tinh thần nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy hăng hái, khỏe mạnh hơn nhiều. Bạn cũng có thể thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo ra cơ hội cho tương lai. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Dần. Sự nghiệp của người tuổi Dần có những bước tiến vượt bậc trong tháng 3 âm lịch này. Mọi kế hoạch bạn đề ra đều đang tiến triển một cách rất thuận lợi. Nhờ có quý nhân tam hội, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn có thể đạt được những thành tích rực rỡ hơn. Hai cát tinh Nguyệt Mã và Thiên Vu cũng đem đến cơ hội thăng chức tăng lương cho bạn. Có thể bạn sẽ phải di chuyển nhiều một chút, phải tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, nhưng đừng quá lo lắng nhé, khả năng của bạn hoàn toàn có thể giúp bạn chinh phục được đỉnh cao. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy người tuổi Dần có thể trở nên tự mãn vì những gì mà mình đã làm được. Thái độ kiêu căng khiến bạn không muốn nghe theo lời khuyên nhủ của người khác, đôi lúc không nhìn nhận rõ được mọi mặt của vấn đề và đưa ra những quyết định nhầm lẫn. Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong tháng này phát triển theo chiều hướng thuận lợi, dù không phải là các cơ hội kiếm tiền sẽ dâng tới tận cửa cho bạn. Có thể bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả và tích cực đấy, nhưng số tiền mà bạn kiếm được ắt hẳn sẽ khiến bạn quên hết những điều mà mình đã phải trải qua. Tam hội cho thấy tháng 3 này là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Vì vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, chờ chần chừ do dự quá lâu, để lỡ mất thời cơ ngàn năm có một. Dịch Mã khuyên bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn, vất vả bao nhiêu, bạn lại càng được hưởng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu. Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn cũng tăng lên theo những thành tích mà bạn đạt được trong sự nghiệp. Một số người có cơ hội được cất nhắc thăng chức tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống từ nay về sau. Đường tình duyên của tuổi Dần phát triển khá khả quan nhờ có sự giúp đỡ của tam hội. Bạn được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Vì thế, nếu còn độc thân, hãy cố gắng mở lòng mình và bước qua khỏi những nỗi lo lắng, sợ hãi vu vơ. Những người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm được người như ý. Tuy nhiên, bạn cũng phải tinh tế để nhận ra ai là người thực lòng với mình, ai chỉ đến với mình vì bị danh lợi hấp dẫn. đào hoa vượng lại không phải là điều tốt đẹp đối với những người đã lập gia đình. Bạn phải luôn tự nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với người khác, chớ nên buông thả, chiều chuộng lòng ham vui của mình. Bạn chỉ cần xuôi theo người khác một chút thôi là đã có thể gây ra những chuyện gây hối tiếc sau này. Đừng để những người thân yêu nhất với mình phải chịu tổn thương nhé. Tình hình sức khỏe của người tuổi Dần khá ổn định trong suốt tháng 3 âm lịch này. Có thể những tín hiệu đáng mừng trong tình duyên và sự nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn, khiến bạn luôn cảm thấy ngập tràn khí thế và sẵn sàng thử thách bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà quên đi mất rằng cơ thể mình cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy ăn uống hợp lý và sinh hoạt điều độ, bạn mới có sức lực để bắt tay vào làm mọi việc mà mình muốn. Tháng này, bạn cần cẩn thận trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt không nên điều khiển phương tiện khi cảm thấy đang mệt mỏi. Hãy chấp hành nghiêm túc các quy định giao thông để tránh những sự cố không mong muốn. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Mão. Sự nghiệp của người tuổi Mão khó mà phát triển rực rỡ dưới sự ảnh hưởng của tương hại. Bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những tác động xấu do người khác gây ra, đừng nên bi quan, từ bỏ những việc mình đã cố gắng thực hiện trong suốt thời gian qua. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy bạn khó mà thoát khỏi những suy nghĩ bi quan, thậm chí tự trách móc bản thân vì những sai lầm vốn không phải do mình gây nên. Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến bạn lún sâu thêm vào thất bại đấy, bạn cần tìm cách phù hợp để giải tỏa căng thẳng cho mình. May mắn là có các tinh thái dương chiếu mệnh, bạn, đặc biệt là nam mệnh dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân hơn. Hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức mình thì việc tốt lành sẽ tự nhiên tới, những người có cái nhìn đúng đắn về bạn sẽ chẳng ngại ngần gì mà không giang tay giúp đỡ bạn. Tình hình tài lộc của người tuổi Mão khó mà khá khẩm trong suốt tháng 3 âm lịch này. Tương hại cho thấy bạn gần như không tìm được những mối khách hàng, đối tác mới triển vọng. Thậm chí, nhiều rắc rối xảy đến còn khiến cho những người khách cũ thân thuộc quay lưng lại với bạn. Người làm đầu tư, kinh doanh chưa có nhiều kinh nghiệm chớ nên dễ dàng nghe theo lời rủ rê của người khác, cho dù đối phương có là bạn bè thân thiết. Bản mệnh trước hết cần dành nhiều thời gian hơn để trau dồi kiến thức, vội vã làm giàu có thể đẩy bạn vào cảnh trắng tay. Dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm Tử, nhiều người trở nên thiếu quyết đoán. Bản mệnh phụ thuộc quá nhiều vào lời bàn ra tán vào của người ngoài nên trở nên thiếu chủ kiến. Bạn cần tin tưởng vào phán đoán của bản thân hơn, bởi có nhiều lúc chỉ người trong cuộc mới nắm rõ mọi gốc rễ của vấn đề. Thiên diêu mang lại nhiều mối quan hệ tình cảm cho người tuổi Mão. Thời điểm này, bạn bắt đầu chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của bản thân nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Một số người có thể tạo được thiện cảm với mọi người ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để duy trì các mối quan hệ triển vọng. Nếu tinh ý, bạn có thể nhận ra những người thực sự nghiêm túc với mình. Nếu đã xác định được tình cảm của bản thân, bạn nên cho đối phương một câu trả lời chắc chắn. Với người đã lập gia đình, đào hoa vượng lại đem tới cho bạn nhiều phiền não. Những mối quan hệ phức tạp sẽ khiến bạn dễ vướng vào lời đồn thổi của người ngoài, cho dù bản thân bạn có trong sạch đi chăng nữa. Vì vậy, bạn cần chủ động tránh các mối quan hệ ám muội, không tạo điều kiện cho người khác gần gũi mình. Mặc cho những biến động không ngừng trong sự nghiệp và tài lộc thì may mắn là người tuổi Mão vẫn có một sức khỏe khá tốt, chỉ cần bạn không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ bi quan, tự trách bản thân là được. Bạn hãy chú ý rèn luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ để có thể tiếp tục duy trì thể trạng của mình như hiện tại. Năng nổ tham gia các hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoài trời có thể giúp bạn quên đi nhiều điều phiền não trong cuộc sống. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Thìn. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn âm lịch thấy rằng cục diện tự hình mang tới nhiều tác động xấu cho bản mệnh. Tháng này, bạn khó chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức mà ngược lại, thường xuyên phải giải quyết những sự cố xảy ra bất ngờ. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng không nên quá độc đoán, chuyên quyền với cấp dưới của mình, nói một là một, nói hai là hai, không cho người khác cơ hội phản biện. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cho thấy nhiều người có cách cư xử không đúng đắn trong môi trường công sở, và điều đó cũng dễ gây ảnh hưởng đến công việc của bản mệnh. Dù bạn có làm việc nghiêm túc, cố gắng đến mấy mà không được lòng mọi người xung quanh thì bạn cũng khó có thể vươn lên vị trí mà mình mong muốn. Hãy quan tâm, chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ của mọi người xung quanh nhiều hơn trước khi bắt tay vào công việc, đừng chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Con đường tài lộc của người tuổi Thìn không có nhiều sự phát triển đáng kể. Với những người ham mê làm giàu, hy vọng mình sẽ phát tài nhanh chóng thì rất tiếc, có lẽ bạn sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Cục diện tự hình khiến tầm mắt của bạn luôn bị hạn chế trong một lĩnh vực nhất định, thậm chí khó tiếp thu sự hướng dẫn, chỉ bảo của người khác nên khó có thể tìm ra những hướng đi mới đem lại nhiều lợi lộc cho bản thân. Thêm vào đó, lòng tự tôn quá cao khiến bạn không chịu thừa nhận lỗi sai của mình, thậm chí sai rồi vẫn cứ sai mãi, khiến con số tổn thất tăng lên không ngừng. Dưới tác động của nguyệt lệnh thì những người làm công ăn lương có tình hình kinh tế ổn định và khá khẩm hơn một chút. Bạn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình nên về cơ bản, bạn vẫn duy trì được mức lương như cũ, dù có thể thiếu đi phần tiền thưởng nóng. Thái tuế hung tinh cảnh báo những người đi làm ăn xa cần chú ý khi xuất hành, cẩn trọng trong công việc, tránh những sự cố, tai nạn bất ngờ, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, tiến trình công việc, lại vừa phải tốn kém tiền bạc mới giải quyết xong xuôi. Người tuổi Thìn cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm suốt tháng 3 âm lịch này. Cục diện tương hình tác động mạnh khiến bạn không biết chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình với ai, khiến bạn luôn cảm thấy buồn bã, cô độc, thậm chí là tự ti, cho dù bạn đã tìm được nửa kia cho mình hay chưa. Đối với những ai còn độc thân, bạn thường xuyên sống trong thế giới của riêng mình. Dù nhận ra mình có nhu cầu cần chia sẻ, dựa dẫm nhưng bạn lại không sẵn lòng tiếp xúc với bất cứ ai. Bạn thích giấu mọi chuyện đi và tự mình chịu đựng. Với những ai đã có đôi có cặp, mối quan hệ giữa hai bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Bạn dễ dàng trút những cảm xúc buồn bực, khó chịu do công việc đem lại lên đầu người ấy. Điều đó khiến cả hai người đều cảm thấy không thoải mái khi ở bên nhau, thậm chí lâu dần, hai người chẳng còn có nhu cầu tâm sự với nửa kia của mình nữa. Đáng tiếc là tình trạng sức khỏe của người tuổi Thìn cũng không có những tín hiệu tích cực. Nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp trong cuộc sống và sự nghiệp khiến bạn lao đao, lo âu, buồn phiền, lại thêm tác động của thiên nguyệt hung tinh, không chỉ tinh thần mà thể chất của bạn cũng sẽ có những dấu hiệu mệt mỏi, xuống sức. Bản mệnh nên cởi mở với mọi người xung quanh nhiều hơn, tạo cơ hội để những người thân thiết, chân thành có thể chia sẻ, cùng tháo gỡ vấn đề với mình. Đừng ôm mọi chuyện vào trong lòng rồi nảy sinh bế tắc. Khi đi xa, bạn nên chú ý đến vấn đề an toàn giao thông, đặc biệt không nên lái xe khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Đừng cố gắng quá sức trong công việc, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì cần nghỉ ngơi hoặc đi khám ngay. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Tỵ. Tháng 3 âm lịch của người tuổi Tỵ có tốt có xấu. Bạn nên nhận ra được ưu khuyết điểm của mình là gì để có hướng phát huy hoặc sửa chữa phù hợp, như vậy mới có cơ hội được cải thiện vận mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm tuyệt cho thấy sự nghiệp của bản mệnh dễ bị ngăn trở bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Bạn có thể vướng phải sự bon chen, giành giật của đồng nghiệp, đối thủ, khiến công việc thêm phần khó khăn. Người trẻ tuổi thường thiếu tin tưởng vào bản thân mình, hay thay đổi, thậm chí có đôi lúc đánh mất phương hướng của mình. Đây là lúc bạn nên bước chậm lại để quan sát tình hình xung quanh cũng như lắng nghe tiếng nói từ chính bản thân mình. Bản mệnh không nên lo sợ bị tụt hậu mà vội vàng chạy theo bước chân của người khác bởi chưa chắc công việc khiến người khác thành công đã phù hợp với bạn đâu. Đáng mừng, so với sự nghiệp thì con đường tài lộc của người làm ăn, kinh doanh có triển vọng hơn nhiều. Bạn có thể mở rộng quan hệ với những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn không ngại thay đổi, làm mới bản thân, khiến mọi người xung quanh dễ bị hấp dẫn, sẵn sàng bỏ đồng tiền ra với bạn. Tất nhiên, trong quá trình làm ăn không tránh khỏi bon chen, giành giật, song bản mệnh không hề chùn bước, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của mình. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch thấy rằng đường tình duyên đào hoa rực rỡ, bách Việt soi chiếu khiến bạn nhanh chóng tìm được những đối tượng phù hợp với yêu cầu của mình. Con giáp này hãy mở rộng lòng và thoải mái khi tiếp xúc với những người quen mới, biết đâu một trong số họ chính là người sinh ra để dành cho bạn đấy. Còn với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn vẫn luôn tiến triển tốt đẹp. Dù bận rộn, hai người vẫn không quên dành thời gian cho nhau. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ không có gì đáng lo ngại trong tháng 3 âm lịch này. Đó có thể coi là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bạn phải đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Vì có sức khỏe, hãy luôn cố gắng hết mình, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhất là khi bạn vẫn còn trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên cậy mình còn trẻ mà lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, không quan tâm đến chế độ sinh hoạt của mình. Nếu giờ giấc sinh hoạt thiếu khoa học, ăn uống không cân bằng dinh dưỡng, bạn sẽ khiến cho sức khỏe của mình nhanh chóng giảm sút. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Ngọ. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, tháng 3 âm lịch này có thể nói là một tháng tràn đầy hy vọng đối với người tuổi ngọ, cốt là bạn có nắm bắt được và quyết tâm thực hiện kế hoạch mà mình đặt ra đến cùng hay không mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có đầu óc, tư duy cởi mở, thích mơ mộng nên có thể tìm được nhiều hướng giải quyết công việc mới mẻ khác nhau. Môi trường làm việc càng phù hợp với bạn thì bạn lại càng phát huy được các thế mạnh của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý không nên để đầu óc treo ngược cành cây, thường xuyên sao lãng trong quá trình bắt tay vào công việc, gây nên những sai sót không đáng có. Thời điểm này, bản mệnh cũng cần để ý trong giao tiếp với mọi người xung quanh, tránh ích kỷ làm theo ý mình, gây ra các họa thị phi, tranh chấp. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, không có nhiều biến động tích cực cũng như tiêu cực. Bạn có thể tìm ra những hướng đi mới thích hợp để thử nghiệm, tuy nhiên không nên dốc hết tiền bạc vào đó. Những ai muốn làm giàu nhanh cần phải kiềm chế lòng tham của mình, tránh nhẹ dạ, cả tin, nghe theo lời của kẻ lừa đảo, khiến tiền bạc mất trắng. Tốt nhất hãy chăm chỉ, nghiêm túc với công việc hiện tại của mình, bạn làm bao nhiêu sẽ được hưởng bấy nhiêu, không lo bị thiệt. Ngũ hành tương sinh đem tới nhiều biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người thấu hiểu và sẵn sàng ở bên mình. Bạn có thể mạnh dạn bước ra khỏi quỹ đạo cuộc sống vốn đã quá quen thuộc của mình và cho đối phương một cơ hội được tới gần mình hơn. Với những người đã có đôi có cặp, tình cảm của hai người liên tiếp thăng hoa nhờ có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bạn và người ấy luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau, dù công việc có bận rộn đi chăng nữa. Theo tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch, về cơ bản, sức khỏe của người tuổi Ngọ luôn duy trì ở mức khá ổn định. Nhờ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hăng hái mà bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Dù có sức khỏe tốt, bạn cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao một cách đều đặn. Tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Thiên Cầu cũng khuyên bạn không nên làm việc quá sức, dù công việc đang làm có quan trọng đến thế nào đi nữa. Nếu cố gắng quá nhiều trong một khoảng thời gian dài mà không chịu nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, dễ mắc phải những căn bệnh vặt. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Mùi. Có thể thấy rằng tháng 3 năm 2021 là một khoảng thời gian đầy triển vọng đối với người tuổi Mùi. Nhiều phương diện cuộc sống của bạn có bước cải thiện lớn lao, và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức bạn bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của bạn cũng sẽ có những thành tích đáng mừng. Từ trước đến nay, nếu bạn vẫn luôn ngoan cường, chịu được nhiều khó khăn, vất vả, không than vãn, không bỏ cuộc thì tháng này, bạn sẽ có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, được cất nhắc thăng chức tăng lương. Khả năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Thậm chí, có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Tên phương diện tài lộc, sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó ắt giúp bạn kiếm được một nguồn lợi không nhỏ. Người làm công ăn lương tập trung vào công việc của mình, hoàn thành trọng trách mà cấp trên giao phó thì sẽ được nhận khoản tiền thưởng nóng, thậm chí có người được tăng lương. Người làm ăn kinh doanh tự tin hơn với các quyết định của mình. Bạn không còn chần chừ, do dự hay quá phụ thuộc vào người nào đó nữa nên không bị bỏ lỡ các thời cơ làm giàu. Thiên đức phù trợ hứa hẹn sẽ khiến cho túi tiền của bạn càng rủng rỉnh hơn. Đáng tiếc, khi sự nghiệp và tiền bạc có những bước phát triển tích cực thì tình duyên của bạn lại đang có dấu hiệu chững lại. Thời điểm này, các cặp đôi thường tỏ ra lạnh lùng, hờ hững với nhau, có lẽ vì đôi bên đều đang quá bận rộn với sự nghiệp của riêng mình. Song dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, bạn và người ấy cũng nên dành một khoảng thời gian trong ngày để trao đổi, trò chuyện, tâm sự mọi chuyện xảy ra trong ngày với nhau. Việc đó sẽ giúp hai bạn ngày một thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn. Tình hình sức khỏe nhìn chung là tốt trong tháng này. Người tuổi Mùi nên tiếp tục giữ gìn lối sống khoa học, cân bằng dinh dưỡng, có như vậy thì bạn mới có đủ tinh thần và sức lực đối diện với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống, tiến được những bước cao hơn, xa hơn. Một số người phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải cặm cụi làm việc đêm ngày. Khi cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi ngay, chỉ khi đầu óc minh mẫn, bạn mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao được. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bổ sung cho mình các loại thực phẩm dinh dưỡng giúp duy trì và nâng cao sức khỏe. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Thân. Người tuổi Thân có thể đặt nhiều kỳ vọng vào tháng 3 năm 2021 âm lịch này. Nhờ sự phó tá của nhiều cát tinh, bạn sẽ đạt được những bước tiến tốt đẹp trong sự nghiệp, trong tiền bạc và trong cả tình cảm. Tất nhiên, một phần không nhỏ thành quả có được còn là do bạn đã cố gắng không ngừng nữa. Tam hợp đem lại tác động tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh, cả việc học hành, thi cử lẫn công tác đều phát triển theo chiều hướng đi lên. Với đầu óc nhanh nhạy, tỉnh táo, bạn có thể tìm được phương hướng giải quyết những vấn đề tưởng chừng như đã đi vào bế tắc. Những điều bạn làm được ắt hẳn sẽ gây những ấn tượng rất tốt đẹp cho người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản tính cởi mở, hòa đồng cũng góp phần nhiều giúp bạn xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa, được nhiều người yêu mến. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người làm ăn kinh doanh ký kết hợp đồng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm được những định hướng mới để phát huy thế mạnh của mình, khiến tiền lãi lời đổ vào túi một cách nhanh chóng. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh, có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, khiến việc làm ăn phát triển thuận lợi. Ngũ hành tương sinh đem lại tác động tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp này. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần mở lòng mình và cho đôi bên cơ hội, hai người có thể nhanh chóng đi tới quyết định đến với nhau. Người đã lập gia đình biết tôn trọng và yêu thương nửa kia cũng như các thành viên khác, nhờ thế mà bầu không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm. Gia đình là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Trái ngược với những điều tốt đẹp trong công việc và tình duyên thì tháng 3 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi thân lại có dấu hiệu giảm sút. Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi do làm việc quá vất vả. Những lúc như vậy, bạn nên cho phép bản thân được nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi tiền thì kiếm sau cũng được, sức khỏe một khi mất đi rồi thì rất khó có thể hồi phục. Bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại ngoài đường. Do bạch hổ hung tinh tác động, bạn dễ vướng phải sự cố giao thông, thậm chí gặp phải họa huyết quang. Hãy luôn chú ý quan sát khi di chuyển, tránh xa những người phóng nhanh vượt ẩu và những xe khách, xe chở hàng cồng kềnh. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Kể cả là người trẻ tuổi đi nữa cũng không nên thường xuyên tụ tập, ăn các đồ cay nóng hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ có được những bước tiến đáng kể dưới sự thúc đẩy của nhị hợp. Ngay từ đầu tháng, bạn đã nghiêm túc trong việc lập các kế hoạch, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bạn không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn ngập đầu ngập cổ đi chăng nữa. Tuy nhiên, dưới tác động của mộc dục, một vài người dễ nảy sinh tâm lý, có mới nới cũ, hoặc cả thèm chóng chán. Bản mệnh khó giữ được quyết tâm hay hứng thú như khi mới bắt đầu công việc. Đặc biệt, nếu vấp phải khó khăn, bạn thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc hoặc thoái thác trách nhiệm của mình. Nếu nhận ra mình đang có những cách phản ứng như vậy, bạn cần dành thời gian tự kiểm điểm bản thân ngay. Hãy luôn nhắc nhở chính mình làm việc gì cũng cần phải nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, nếu làm việc bỏ dỡ giữa chừng, người khác sẽ phải tốn công tốn sức gánh vác giúp bạn, thậm chí giải quyết đống hỗn độn mà bạn vừa gây ra. Nếu thiếu đi sự nghiêm túc, quyết tâm, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Chuyện làm ăn của bản mệnh tiến triển theo chiều hướng tích cực. Nhị hợp khuyên bạn nên tranh thủ thời cơ để thúc đẩy hợp tác với khách hàng, đối tác, chớ nên chần chừ, do dự quá lâu kẻo cơ hội trôi qua đáng tiếc. Người làm công ăn lương có mức thu nhập ổn định và gia tăng nhờ việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bạn có thể được nhận thêm các khoản tiền thưởng nóng do cùng tập thể hoàn thành các dự án trọng điểm. Một số người có thể tiếp tục cải thiện thu nhập bằng cách tìm cách công việc làm ngoài giờ phù hợp với khả năng của mình. Các tinh tử vi xuất hiện là trợ lực giúp bạn càng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công hơn. Bản mệnh có cơ hội được tiếp xúc với quý nhân và quý nhân sẽ hướng bạn tới những mối làm ăn nhiều triển vọng. Tháng 3, việc kiếm tiền tiến triển thuận lợi, song bạn cũng cần hết sức chú ý đến việc chi tiêu của mình. Bạn chớ nên dành quá nhiều tiền cho việc mua bán, sắm sửa, trưng diện bản thân. Mộc dục như thổi một luồng gió mới cho cuộc sống của người tuổi Dậu. Bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi thế giới riêng của bản thân và sẵn sàng mở rộng tấm lòng để đón tiếp nhiều người đến với mình. Những ai còn độc thân chú ý hơn đến việc trưng diện, làm dáng. Bạn nhận ra nhiều vẻ đẹp ngoại hình và tiềm ẩn của bản thân, vì thế mà bạn luôn cảm thấy tự tin khi xuất hiện trước mắt mọi người. Sự tự tin này mới là yếu tố chủ đạo giúp bạn thu hút được ánh nhìn của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra ai là người có thiện cảm với mình. Nếu bạn cũng có cảm xúc tương tự dành cho người ấy thì ngại ngần gì mà không đến với nhau, thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Đương nhiên, dù vận đào hoa có nở rộ, bạn cũng đừng trở nên buông thả, giữ mối quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc. Nếu bắt cá hai tay, bạn sẽ dễ dàng gây tổn thương cho những người thực sự nghiêm túc với mình, đồng thời trong tương lai, bạn có thể sẽ phải hối hận đấy. Ngũ hành tương sinh đem lại nhiều may mắn đến với những ai đã có đôi có cặp. Bạn quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên nhanh chóng được hâm nóng và cải thiện. Sức khỏe của người tuổi Dậu được duy trì khá tốt trong suốt tháng 3 âm lịch này. Tinh thần lạc quan, tích cực giúp bạn giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, trăn trở, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao. Để có một cơ thể khỏe mạnh, năng động hơn nữa, bạn có thể tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Trong quá trình tham gia các hoạt động này, bạn còn có thể có thêm cơ hội mở rộng mối quan hệ, đem lại lợi ích cho sự nghiệp hoặc tình duyên. Một số người có thể mắc phải bệnh vặt do ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, nhưng về tổng thể thì không quá đáng lo. Bạn nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, chăm chỉ rèn luyện để tăng cường sức đề kháng cho bản thân. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Tuất. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch, tháng này, vận trình của người tuổi Tuất có tốt có xấu, quan trọng là thái độ ứng xử của bạn khi đứng trước các vấn đề như thế nào. Nếu bạn có thể kiên nhẫn, bình tĩnh giải quyết thì mọi khó khăn sẽ qua đi. Nếu bạn nóng nảy, không chịu thừa nhận lỗi sai, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác thì rất có thể, bạn sẽ còn vướng phải nhiều rắc rối lớn hơn nữa. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện tương xung cho thấy bản mệnh vốn là người có khả năng, biết cách làm việc. Tuy nhiên, bạn lại thường xuyên để xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong các mối quan hệ. Quan hệ đồng nghiệp, bạn bè không hài hòa chính là nguyên nhân khiến công việc đã khó lại càng có nhiều bế tắc hơn. Bạn cần dành thời gian nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đừng nên cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận thất bại, thậm chí có ý định đổ lỗi cho người khác. Hãy dũng cảm thừa nhận lỗi sai, bạn mới tìm ra hướng khắc phục chính xác và tiến bộ được. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu xuống dốc không phanh. Bản mệnh là người mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng làm việc theo ý mình cho dù có bị phản đối. Song, bạn lại cần phải học cách bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tháng này, bạn dễ rơi vào cảnh đầu tư thất bát vì không suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Đại hao xuất hiện còn chứng tỏ tiền của bạn thường xuyên đổ sông đổ bể vì những lý do không chính đáng. Chuyện tình duyên cũng không có nhiều dấu hiệu lạc quan. Tuy bạn khá cởi mở với mọi người xung quanh và sẵn sàng tạo dựng các mối quan hệ, song những người đến với bạn có vẻ lại không thực sự chân thành. Để tránh những tổn thương và khúc mắc về sau, bạn không nên vội vàng đến với một ai đó. Còn đối với các cặp đôi, hai người nên tâm sự san sẻ với nhau nhiều hơn, không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến quan hệ đôi bên càng lúc càng xa cách. Tháng 3 này, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất khá ổn định. Bạn luôn cảm thấy sức sống dồi dào dù có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Nhờ vậy, bạn có thể bắt tay vào thực hiện nhiều công việc đã lên kế hoạch từ trước mà không cần phải chần chừ, do dự. Để có thể tiếp tục giữ trạng thái sức khỏe như thế này, bạn nhớ duy trì một lối sống khoa học với giờ giấc sinh hoạt cố định, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, đồng thời hạn chế tụ tập, ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều bia rượu, sử dụng chất kích thích. Khó khăn không ngừng xuất hiện, song bạn không nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của bạn. Hãy tâm sự với bạn bè, người thân xung quanh nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và biết đâu, đối phương có thể đưa cho bạn phương hướng giải quyết vấn đề. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Hợi. Tháng 3 này là một tháng không ngừng phấn đấu để vươn lên đối với người tuổi Hợi. Tất nhiên, quá trình vươn tới thành công chẳng bao giờ chỉ trải hoa hồng, bạn sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn không thể tránh khỏi, nhưng đừng để điều đó làm chùn bước chân nhé. Nguyệt lệnh lâm quan giúp cho bản mệnh luôn có một tinh thần tích cực, hoạt bát. Bạn chủ động giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình chứ không hề có ý định thoái thác hoặc đùn đẩy cho ai. Theo tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Hợi âm lịch, sự độc lập và thái độ cống hiến của bạn ắt sẽ được người làm lãnh đạo đánh giá cao và trao cho cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Có thể quá trình thực hiện những công việc ấy, bạn sẽ vướng phải nhiều khúc mắc đấy, song chính những khó khăn ấy sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh để trở thành người tài giỏi hơn. Phương diện tài lộc có dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới tác động của tiểu hao. Có thể đôi khi bạn quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định nên những quyết định đầu tư ấy lại chưa được chính xác cho lắm. Cũng may là bạn đủ tinh ý để nhận ra vấn đề và nhắc nhở bản thân dừng lại đúng lúc, không tạo nên những thiệt hại tài chính nào quá lớn. Chuyện mua sắm cũng cần phải giảm bớt trong tháng này. Bạn chớ nên đua đòi, mua món này món nọ cho bằng bạn bằng bè. Dưới tác động của ngũ hành xung khắc, chuyện tình duyên cũng không có nhiều dấu hiệu tiến triển tích cực. Người độc thân dường như vẫn dành quá nhiều thời gian cho công việc nên không muốn phân tâm cho việc tìm kiếm nửa kia. Với người đã lập gia đình, bạn cũng dần tỏ ra lạnh nhạt với nửa kia bởi bạn cho rằng việc tập trung cho sự nghiệp, kiếm tiền cải thiện đời sống gia đình mới là quan trọng nhất trong thời điểm này. Tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi về cơ bản là ổn định trong tháng này. Dù công việc có bận rộn, vất vả, nhưng nhờ tinh thần tích cực, hăng hái mà bạn luôn cảm thấy tràn trề sức sống, năng động sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng nên thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Chỉ khi có sức khỏe, bạn mới có sức lực để làm bất cứ điều gì mà mình yêu thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.